Kính thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay ngày 17 tháng 7, ở Bắc Bộ có nắng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 45 đến 50%. Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 60 đến 65%. Từ ngày 18 tháng 7, nắng nóng diện rộng kết thúc ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Liên quan đến cơn bão số 1, bão Talim, cơ quan khí tượng nhận định bão đang tăng cấp và khả năng đạt cường độ rất mạnh trước khi đổ bộ khu vực miền Bắc nước ta. Do ảnh hưởng của bão số 1, từ đêm nay đến ngày 20 tháng 7, ở Bắc Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 200 đến 400mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo, đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị, mưa lớn xảy ra sau nhiều ngày mưa dông và nắng nóng liên tiếp vừa qua, kết hợp mưa trong những ngày tới khiến nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cũng tăng cao. Từ ngày 18 tháng 7, ở khu vực Bắc Bộ, trong đó nguy cơ cao tại các tỉnh như Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, cũng từ chiều và tối nay, Bắc Vịnh Bắc Bộ bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô. Gió mạnh dần lên cấp 6 đến cấp 7, sau tăng lên cấp 8 đến cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10 đến cấp 12, giật cấp 15. Ngoài ra, gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh, nên trong ngày hôm nay, ở Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa đến rất to và dông, với lượng mưa từ 60 đến 120mm, có nơi trên 150mm. Thời gian mưa lớn tập trung vào chiều và đêm. Mưa lớn ở khu vực này tập trung chiều và tối, có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 17 tháng 7, phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi dưới 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió bắc đến tây bắc cấp 2 đến cấp 3, từ gần sáng ngày mai gió mạnh dần lên cấp 3 đến cấp 4, riêng vùng ven biển khu vực từ Quảng Ninh đến Nam Định mạnh dần lên cấp 6 và cấp 7, giật cấp 9, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2 đến cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nóng, phía Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2 đến cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, riêng phía Bắc có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên, nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 2 đến cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Nam Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 2 đến cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Hà Nội, có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm có mưa rào và dông vài nơi, từ gần sáng ngày mai có mưa vừa, mưa to và dông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 đến cấp 3, từ gần sáng ngày mai gió mạnh dần lên cấp 3 đến cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ.